Đây chính là thủ phạm. Và đây là cô nàng thủ phạm. Đó mọi người ơi, bà kia nữa kìa. Đó, mình đang nằm buổi trưa đó mọi người. Mình nghe rầm. Trời ơi, mình chạy xuống tanh bành hết mọi người ơi. Wow, xong rồi. Và đây là cái kết quả của mình nghe cái ầm này mọi người ơi. Đây là nè. Đó, nghiêng ngã đủ hết rồi. Nghiêng ngã xiên quẹo hết. Đây, xiên quẹo nằm chẳng bên hết rồi. Chẳng bên hết rồi nè. Ngân Nga Channel xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn nha. Và khi mà mình đây, mình xuống dưới này thì mọi thứ đã nằm ngủ ngang hết rồi mọi người. Đây. Trời ơi. Đó, xong phim hết. Và cái chỗ này là mình cũng đã sợ rồi cho nên mình lấy cái lưới mình giăng hết rồi. Mà hai con nhóc này quậy quá. Đó. Ha. Đây nữa này. Đây. Bây giờ thì mình phải đi dọn lại cái chỗ này. Mình phải dọn lưới, dọn đồ lại. Đây. Đây. Mình gỡ, mình cột ngay ngắn hết rồi chứ đâu phải là tầm thường đâu. Mà nó làm cho một phát là xong phim luôn. Đúng không nào? Đâu, bước ra mày la bây giờ. Này. Nó làm này kim tuyến đồ ra ho đồ kia cũng tay tu hết rồi mọi người. Đây. Đó. Và cái đây là chậu bầu rượu này mọi người. Đứt ngang vậy thôi chứ còn gì nữa. Nè, và cái chậu đây là nó đang có cái mâm này. Mình cũng định đi nhổ cỏ rồi thêm đất rồi vô đây. Rồi nó làm xong xuôi hết rồi. Cái này thì nó lâu rồi nó mục. Này mình chắc mình để xuống mình bưng hai tay. Đó. Và khi mà mình chuyển cái chậu này xuống mình phải bưng hai tay chứ không là nó vỡ hết. Đây nè. Mọi người nhìn này, nó tiện luôn mà. Phá gì mà phá luôn. Đây là cái chậu mình trồng nhỏ, đây là những cái rau càng cua này. Nhà mình hồi giờ không có ăn rau càng cua cho nên là không có ăn nó. Mình để đầy hết. Này nó mọc là tốt lắm. Đây. Chậu thạch bít ở nhà mình đây. Nó làm bít cái bà lít xích luôn rồi. Xong hết. Đó. Giờ là mình phải chuyển xuống đây nè. Mọi người thấy không? Thấy nó phá ghê không? Phá lắm, nó phá. Trời, trời ơi, đất hỡi luôn. Đây. Kéo rồi mình để đây. Và cái đây là nó làm gãy, nó trụi luôn nè. Trời trời. Đó mọi người thấy không? Nó ngã tanh bành hết mà biểu sao. Bây giờ phải bưng xuống đất để mà mới dẹp chứ sao dẹp. Mình phải một tay mình một dọn, một tay mình bưng chứ bưng sao cho hết. Đó, ha. Nó ở trong mát biết nó cà quẹo thấy bắt ớn. Đây này gãy nhánh hết rồi. Này giờ nó đâu có lên được, nó quẹo hết rồi. Giờ này là hôm rồi là mình có quay cho mọi người là có kim tuyến này, do hôm nay mưa quá đó. Nó bị chết hết. Không sống nổi, còn cái này là rau càng cua nhưng mà nhà mình không có ăn rau càng cua mọi người. Đây. Đây mọi người nhìn nó tanh bành hết rồi. Tê tua hết. Đây. Gãy hết rồi. Đây cái chậu gì đây. Chậu đây cũng ngã luôn. Gãy luôn, hồi nãy cái con lu nhà mình nó nằm lên đây luôn mọi người. Trời ơi, mình xuống mất hồn mất vía luôn, mình không biết cái ngõ nào luôn. Do là nãy nó có con rắn mọi người. Con rắn nó chui vô đây nó bắt con chuột.
Thì hai con nhóc nhà mình nó hoài vậy đó. Đây, hậu quả của hai con đây. Đó, con đây nữa nè. Đây, con đây, đó. Đó, đó, nói tới nó là nó quậy 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 cái đuôi vậy đó. Đó, 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 nó làm dữ thân lắm á. Hai đứa cãi nhau miết à. Hai đứa cãi nhau. Ngáp nữa hả? Ừ? Đứa nào lì nhất đây? Ừ? Nhất nhất của chui ai? Đứa nào nhì nhất mình này, mày điếm nhất này? Ừ? Còn cái con kia? Ừ? Con kia chùa mẹ không? Mày có đánh đâu? Ừ? Ừ? Mày. Đây này mọi người nó gãy tiện luôn nè. Đây này, đây là cái nhánh của thạch bích này. Nhưng mà cái này mà nó gãy là mình cắm vô nó vẫn sống. Cái này nó cũng dễ sống. Này nó dễ sống lắm. Mình cắm sao cho nó đứng lên nó sống đó. Cái này nó cũng dễ sống. Cái này nhân lá nhưng mà mình trồng lá thì nó hơi lâu. Còn cái lá đây là hư rồi. Chậu đây mưa quá. Còn cái này là hồi nãy con lu á mọi người, nó nằm lên cái chậu kim tím này luôn nè. Đó mọi người thấy cái chậu kim tím này mình không? Mấy bữa lên đang xanh tốt ngon lành. Nghĩ năm nay không chăm mà có được ít ngâm rượu rồi. Ai về bây giờ vậy. Đây là cái hoa của kim tím nè mọi người. Đó trời ơi nó nằm. Gì mà nó nằm sát đây luôn. Mình không biết quay ngõ nào luôn á. Đó được cái hoa nè. Và đây là cái nụ lên rồi nè. Đó và đây là cái hoa. Nụ lên nè mọi người. Đây. Và mấy cái chậu trong này là xong hết rồi. Thấy không? Mình ráng mình ke na cúm núm mình trồng từng xíu vậy mình nó hoài tê tua thôi còn đâu nữa. Đó, hết rồi. Tan bành luôn chậu kim tím. Cái này mà kim tím này mình muốn ngâm mọi người là mình phải ngắt vào. Mình rửa cho sạch. Rồi mình mới bắt đầu là mình để ráo. Thật là ráo nước đó mọi người, rồi mình mới bắt đầu mình ngâm. Mình lấy cái lá này nè, mình để nó vẫn mọc mầm lên. Trồng lá lâu lắm. Đó, mọi người thấy không? Đây là nó nằm bẹp hết rồi nè, hư hết. Còn cái chậu này thì ở trên cao đây. Hôm nay mưa to quá mọi người. Bữa mưa nước nó tràn vô nhà mình luôn. Và nó bị sói nè. Nó bị sói cái hộp cột nước mưa ở trên cao á. Còn ở bên cái nắp của cánh quạt đây. Đây là nó còn sống một ít nè. À. Và đây là nó có một cái hoa nè mọi người ơi. Hoa đây. Đây là cái hoa của kim tuyến này. Đó mọi người thấy đẹp không? Đấy, nó khi nó nở ra màu trắng vậy đó. Và nếu mà mình ngâm á là mình ngâm mấy cái đây là nó sướng này. Mình rửa nó nhanh. Đó. Mình rửa nó nhanh nó sướng. Còn mấy cái mà nó ở trong bụi kia là mình rửa nó dơ lắm, mình rửa lâu. Cái đây cũng cái nụ nó này. Về vàng kim tuyến nhà mình là mai mốt là mình sẽ phá đi cái vườn tiêu và mình sẽ làm lại cái vườn để trồng sen đá đó. Vườn trồng sen đá với kim tuyến. Và đây là cái giò lan gì đây mình cũng không biết nữa, mình treo lên cao chứ không là gặp dưới là xong luôn. Và cái này nè, gãy hết rồi, gãy này. Đó. Gãy này. Gãy tiện luôn. Đây cũng banh gốc banh đồ lên quá trời. Cái này nó bị gãy luôn rồi. Trời. Giờ thôi chứ phục hồi cái gì. Đây mình để trồng lại cũng được. Thì mình chỉ để nó lên đây thôi chứ rồi mình mới sang chậu khác mình trồng lại. Và mùa này thì nhà mình thì mình thấy mưa này. Mưa thì mình thấy không có thích gì bằng thích những cái rễ lan nó dài xuống nè mọi người. Trời ơi quá đẻ luôn. Đó. Và đây là cái dàn rễ này, nó thông xuống mọi người. Thông xuống quá mê luôn mọi người ơi. Trời ơi. Cái đây này nha. Mình nói mọi người nè, khi mà mình quay cho tới cái chỗ mình xanh xanh đây nè. Qua wow, mình thích lắm, mình rất là thích luôn. Thích lắm mọi người ơi. Đó.
Đây nè, nó ra xanh xanh này, giống như con trùng xanh á. Nó ở dưới đất mà đất sâu sâu là hay có. Là mình thấy cũng thích, mình thấy cái màu nó vậy nè. Đó. Chỗ này là nó đỏ đỏ nè mọi người, giống với con trùng đỏ để câu cá nè. Đó. Trời ơi quá đẹp luôn. Và cái nhạn dưới sóc Lào á, nó mới ra nhiều cái rễ. Đây. Đó, nhìn cái dàn rễ là nó thích đã luôn mọi người. Và sang năm là chắc nhà mình có hoa nhiều lắm mọi người ơi. Đó, dàn rễ đẹp chưa? Mình quay xe xe đó. Mình dọn mà mình bực mình cho cái con hai con này. Đó, thấy nó. Nó còn vô tư nữa. Còn đứng 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 nữa chứ. Năm nay đủ thứ công việc hết. Mấy cái đây bỏ cũng không cột phân gì hết. Không lấy gì mà để nó phát triển này. Trời ơi, lung tung công việc. Mai mốt phá luôn cái vườn tiêu là thôi chứ không biết làm nổi không nữa. Cái này là nhà mình là mấy bụi kiếm. Kiếm mà đáng lẽ mình trồng ở dưới chậu nhưng mà mình không dám trồng tại vì là chỗ cũng chưa có, mọi người chật chội quá. Không, mình trồng ở dưới thì nó mới đẹp được, nó mới ra được trồng kiếm. Cũng như cái này vậy nè. Hay vậy mình nhà mình có hai chậu kiếm, ba chậu kiếm hay sao. Đó. Đấy, hậu quả của việc và con rắn vô để bắt con chuột mà hai cái con lưu nhà mình, hai con đốm với con nâu nhà mình nó quậy nè. Bực mình ghê. Wow, nói gì nói nhưng mà cái dàn rễ là mình rất là thích đó mọi người ơi, thích ghê luôn á, mình thấy nó là mình mê luôn à. Và bây giờ thì Ngân Nga xin chào mọi người nha, xin hẹn mọi người ở video sau. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục mình dọn cái đống sa bằng của lũ nó quậy ra. Xin chào mọi người. Mọi người hãy đăng ký, bấm chuông, thích, bình luận và chia sẻ.